Vậy là đã chính thức kết thúc kỳ nghỉ hè của mấy anh em. Hôm nay thì cả nhà của bố đã quay lại về Sài Gòn và trở lại với công việc. Có một chuyện khá là quan trọng mẹ Nga muốn nhờ cô chú giúp đỡ. Mọi người nhớ xem hết video nha. Mấy anh em của bố thì được nghỉ ngày hôm nay nữa thôi, chứ ngày mai là bắt đầu đến lớp rồi đó. Mẹ ơi, hay là cả gia hôm nay cả gia đình mình đi xem phim đi, chứ ngày mai là con với anh Ken Rốt đi học lại rồi. Ok bớ luôn. Bây giờ đi ra rủ anh Ken Rốt rồi cả gia đình mình cùng đi xem phim nha. Dạ mẹ. Hôm nay bố thích xem phim gì? Con với anh Ken Rốt thích xem phim hoạt hình lắm mẹ ơi. Ok, vậy thì hôm nay đi xem phim hoạt hình nha. Dạ. Thế là chiều thêm mấy cục vàng, cả gia đình mình cùng nhau đi xem phim hoạt hình. Bây giờ niềm vui của các con là niềm vui của ba mẹ. Xem phim này có hay không bối ơi? Dạ hay. Thích không? Dạ thích. Bây giờ là lúc nào cũng bắt ba cổng như vậy hả? Đó, như vậy đó, chứ ai nói là chiều công chúa là không có chịu đâu nha. Bây giờ thì đưa mấy anh em về nhà, ba mẹ còn có một chút việc nữa. Thời gian gần đây thì ba mẹ bố đang đi tìm để thuê nhà nguyên căn ở khu vực gần bệnh viện ung bướu 2 ở quận 9 đó cả nhà. Tụi mình mong muốn là tìm thuê một căn nhà tầm diện tích từ 80 đến 100 mét vuông để mở một cái quán cơm không đồng, hỗ trợ cho những ông bà cô chú khó khăn với lại những bệnh nhân ở trong bệnh viện. Cái công việc mà nấu cơm thiện nguyện như vậy thì mình đã làm được 6-7 năm nay rồi, nhưng mà lúc trước là mình sẽ nấu ở nhà và sau đó là chở đến bệnh viện để phát. Nhưng bây giờ mình rất là mong muốn tìm được cái thuê được một căn nhà mà kiểu gần bệnh viện luôn, rồi xong rồi mình nấu để cho mỗi ngày cô chú đều có thể đến để nhận cơm. Lúc trưa đến bây giờ hai vợ chồng mình đi xem được hai căn. Cái căn đầu tiên thì nó hơi xa bệnh viện, còn cái căn này thì đang trong quá trình sửa chữa, chủ nói là phải 2 tháng nữa mới xong, mà mình thì cũng đang rất là cần, nên ai mà biết thì mọi người kết nối giùm mẹ bố nha.